Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 7 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đại hội 13 Phúc không chịu về, Trọng muốn ngồi thêm. Trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác nhân sự được Đảng đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, đại hội lần này nội bộ tan rã và phân rã nghiêm trọng, dẫn đến chưa thể thống nhất được nhân sự, đặc biệt là các vị trí chủ chốt như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội, mặc dù Hội nghị Trung ương 12 vừa qua đã diễn biến rất phức tạp. Một mặt, ông Nguyễn Phú Trọng giới thiệu Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng sẽ là người kế vị để tiếp tục xây dựng Đảng và đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nhưng bỏ phiếu trong Bộ Chính trị thì ông Trần Quốc Vượng lại bị trượt. Đứng trước tình thế đó, ông Nguyễn Phú Trọng muốn ở lại thêm nửa nhiệm kỳ nữa để hỗ trợ Trần Quốc Vượng cứng hơn cho chức danh Tổng Bí thư vào thời gian tới. Ông Nguyễn Xuân Phúc thì đã đến tuổi nhưng lại không muốn về hưu với lý do có trường hợp đặc biệt cao tuổi hơn ông Phúc mà vẫn ở lại đại hội lần thứ 13 lần này. Vì vậy, cuộc chiến quyền lực trong Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Việt Nam cũng vừa kỷ niệm 75 năm Quốc khánh, trong đó công tác giáo diết chuẩn bị đại hội 13 diễn ra vào tháng 1 năm sau. 3/4 thế kỷ đã trôi qua kể từ khi ông Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam đọc bản tuyên ngôn độc lập khai trương đất nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Người dân Việt Nam vào năm 2020 đang có được những gì? Điều này đang được đặt ra. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam và phu nhân đã chủ trì lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tối ngày 28 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở chính phủ. Mạng xã hội trong những ngày qua đã chia sẻ mạnh mẽ một bản tổng kết như sau. Thứ nhất, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có tuổi đời lâu nhất là 75 năm. Thứ hai, về giá trị tiền tệ, chúng ta nằm trong top 3 giá trị kém nhất. Thứ ba, về môi trường, Việt Nam nằm trong top 20 nước ô nhiễm nhiều nhất trên thế giới. Và thứ tư là về GDP đầu người, với tầm 2.500 đô la, chúng ta đứng áp chót. Thứ năm là về lương thực, với 200 đô la mỗi tháng, chúng ta đứng gần bét. Thứ sáu, về đóng góp cho nhân loại, gần như không ai biết đến ngoài chiến tranh và phở. Thứ bảy, về mức độ hài lòng của người dân, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ xuất ngoại định cư nhiều nhất, ước tính mỗi năm có tầm 100.000 người đã bỏ nước mà ra đi. Thứ 8, về tự do báo chí, chúng ta ngang hàng với các nước như Iran và Trung Quốc, nơi tự do ngôn luận bị kiểm soát và thông tin bị kiểm duyệt nghiêm ngặt. Thứ 9, về quan liêu và tham nhũng, thì nó đã trở thành thương hiệu quốc gia của Việt Nam. Thứ 10, về danh dự quốc gia, thì ở Nhật Bản, chúng ta đứng đầu danh sách tội phạm ăn cắp nhiều nhất trên thế giới khi đến nước này. 11, về giá trị con người ở Đài Loan và Hàn Quốc, thì cô dâu Việt Nam là nhiều nhất. Thứ 12 là về giá trị tinh thần, nơi này có tỷ lệ phá thai cao hàng đầu thế giới. Thứ 13 về thuế phí, tỷ lệ GDP đưa Việt Nam đứng thứ nhất nhì trong bảng khu vực vì các loại khoản thuế và phí quá cao đổ lên đầu người dân. Thứ 14 về giá xe và xăng dầu, người tiêu dùng ở đất nước này trả giá cao nhất thế giới. Thứ 15, nhưng bất chấp tất cả, Việt Nam vẫn là nơi hạnh phúc nhất với mức độ lạc quan của người dân tương đối cao. Bạn có thể thấy điều này trên mặt của họ luôn vui vẻ và yêu đời, đặc biệt ở trên những tờ báo của nhà nước. Có nghĩa là sau 75 năm kể từ ngày tuyên bố độc lập, Việt Nam có một sự thất bại toàn tập về gần như mọi mặt. Và Đài Tiếng Nói và Truyền hình BBC từ London đã tổ chức cuộc thảo luận về chủ đề 75 năm Quốc khánh Việt Nam trên trang Twitter của mình với thành phần khách mời đa dạng gồm giảng viên, cán bộ công tác trong Viện Nghiên cứu Nhà nước, Trường Đại học ở Việt Nam, nhà văn đang sống ở nước ngoài, cán bộ lãnh đạo cấp vụ đã về hưu. Đây là hình ảnh vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình ở Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhận xét về ưu điểm và mô hình thể chế hiện nay tại Việt Nam, các khách mời chỉ nêu ra được một điểm duy nhất là giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị từ tay người Pháp và chấm dứt sự phân chia Nam Bắc, thống nhất về mặt địa lý, lãnh thổ quốc gia. Ngược lại về khuyết điểm thì các khách mời đã không gặp khó khăn mà liệt kê ra rất nhiều các điểm bất cập sau năm 1975 nhìn lại. Trước hết đó là thể chế độc tài, toàn trị mà chính cố Chủ tịch Hồ Chí Minh nói đại ý. Nước được độc lập mà dân không có tự do thì độc lập ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Và để duy trì sự độc tài, toàn trị mà chế độ này có khả năng ứng phó và triệt tiêu đối lập để nắm quyền lực tuyệt đối, biết biến hệ thống quyền lực thành hệ thống kiếm tiền bằng quyền lực để neo giữ những nô bộc trung thành. Một vị khách mời đã nhận định như sau.
Đảng Cộng sản và các cá nhân trong hệ thống chính trị ban đầu là quyền lực tách biệt với kinh tế, nay đã trở thành một tập đoàn tham nhũng và lợi ích nhóm có được từ quyền lực mang danh xã hội chủ nghĩa. Thứ hai, đó là chế độ này đã đánh mất chủ quyền một phần lãnh thổ, lãnh hải, tàn phá tài nguyên quốc gia, đất nước Việt Nam từng tự hào với rừng vàng, biển bạc, thì nay rừng bị triệt phá đến mức xác sơ để lấy gỗ, xây biệt phủ, đền đài, biển thì bị ô nhiễm nặng nề do không quản lý được hệ thống xả thải hoạt động từ khu công nghiệp và tất cả các nơi dân sinh khác. Thứ ba là chế độ không cải thiện được đời sống nhân dân, như một khách mời nhận định là Đảng Cộng sản và nhà nước ngày một tỏ ra chối từ hoặc suy giảm trách nhiệm điều hành phúc lợi và thuế để lo an sinh xã hội cho nhân dân, mặc cho nhân dân phải hết sức chật vật, nhiều người lâm vào cảnh khốn cùng, giàu nghèo quá cách biệt. Và cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đang tiệm cận đến sự thoái trào. Đây là hình ảnh đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc vào hồi cuối tháng 8 năm 2020 đã bị lộ thông tin mang quốc tịch thứ hai, đó là Cộng hòa Sip, đã khiến dư luận bức xúc. Nhà văn Võ Thị Hảo đang sống tại Berlin đã dùng hình tượng để nói đến chế độ hiện nay thể hiện đúng sức khỏe của một ông lão dưới 80 tuổi mặc bộ đồ com lê Trung Quốc, đi giày Tây, có song song hai quốc tịch Việt Nam và quốc tịch nước ngoài như đọc Sip chẳng hạn, để nếu có biến thì sẵn sàng thoát ly thật nhanh để lại sau lưng mọi hậu quả cho người dân gánh chịu. Bà nhấn mạnh chế độ sau 75 năm quốc khánh nay mang nhiều bệnh nan y nhưng lại từ chối mọi chữa trị, trái lại sẵn sàng cầm dao và súng đánh đuổi, bỏ tù những bác sĩ đưa ra kết quả chuẩn bệnh và thuốc thang cứu mạng cho thể chế này. Tiến sĩ Mai Thanh Sơn, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thì cho rằng chế độ này đang ở giai đoạn cuối của chu kỳ tự nhiên bao gồm sinh, lão, bệnh và tử. Xét cho cùng, sức khỏe của một thể chế cũng không khác gì so với sức khỏe con người. Liên Xô và các quốc gia xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu là những ví dụ sinh động. Một loạt các nước Mỹ Latin cũng đã rơi vào trường hợp đó. Và câu chuyện của Việt Nam hiện nay liên quan cả đến đối nội và đối ngoại. Một cơ thể già nua tất sẽ sinh ra rất nhiều bệnh tật. Còn ông Trần Tiến Đức, cựu vụ trưởng Hà Nội thì phân tích khó khăn và thách thức kể cả đối nội và đối ngoại như sau. Về đối nội, thách thức lớn nhất là thể chế chính trị chưa được đổi mới cho sự đổi mới về mặt kinh tế, chưa phù hợp với xu thế của thời đại. Còn về đối ngoại, Việt Nam nằm sát một ông láng giềng khổng lồ, mạnh về kinh tế, về quân sự, lại có nhiều tham vọng lớn về quyền lực, về lãnh thổ, luôn không từ một thủ đoạn nào để phá hoại, để gây rối và có nhiều hành vi xâm phạm chủ quyền đối với nước Việt Nam. Và như vậy, tại Đại hội Đảng lần thứ 13 sắp diễn ra vào đầu năm 2021, sẽ phải đối diện với rất nhiều thách thức và khó khăn. Đây là hình ảnh áp phích tuyên truyền cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các khách mời đều cho rằng thách thức không chỉ là Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam xoay quanh hai vấn đề lớn nhất là dân chủ và tự do. Về dân chủ thì dường như là điều không thể đến với Đảng Cộng sản Việt Nam vì sự độc quyền lãnh đạo là điều kiện sống còn của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn khẳng định là lực lượng lãnh đạo mạnh mẽ, độc tôn đối với xã hội, đất nước. Đảng vẫn nhấn mạnh kiên định chủ nghĩa Marxist-Leninist, tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng để tập trung quyền lực vẫn đang được thể chế thực hiện trong đại hội các cấp. Còn tự do thì lại càng là một thứ xa xỉ đối với nhân dân Việt Nam. Một khách mời chỉ rõ sự đàn áp tự do ngôn luận, ngay cả sự kêu cứu của nhân dân và dân oan vẫn một lòng tin Đảng vẫn bị đàn áp đến mức năm 2020 này đã xảy ra vụ tập kích và thảm sát tại Đồng Tâm. Tiến sĩ Mai Thanh Sơn, Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam nhận định như sau. Mối quan tâm lớn nhất của những người Cộng sản Việt Nam hiện nay cũng như trong tương lai vẫn là làm sao để Đảng của mình đừng có xuống hố cả nút. Về nội bộ Đảng, câu chuyện củi lửa chắc chắn sẽ còn nóng bỏng trước và sau đại hội lần thứ 13. Đối với những vấn đề lớn của đất nước như định hướng mô hình phát triển quốc gia hay củng cố mối đại đoàn kết nhân dân, tôi cũng chắc chắn họ còn đang rất bí bách. Với mô hình phát triển quốc gia thì chính các nhà lý luận của Đảng cũng phải thừa nhận là còn mù mịt. Về các vấn đề khác liên quan đến lòng người, tiếng nói của cộng đồng về Việt ở hải ngoại, vụ Thủ Thiêm hay Đồng Tâm đều không mấy dễ chịu. Đó cũng chính là những vấn đề mà cá nhân tôi, một quần chúng nhân dân đặt ra, nhưng nói thật, tôi không kỳ vọng Đảng xử lý được. Ông đã nói như vậy. Và một điều được đặt ra là viễn kiến trong tương lai sẽ như thế nào? Đây là hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng già nua đã xuất hiện trở lại dịp trước Quốc khánh vừa qua với bộ dạng lập cập đi thăm khu di tích
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ông Lê Văn Sinh đã phát biểu như sau: theo tôi, tương lai của chế độ và đảng cầm quyền ở Việt Nam là vô định. Chừng nào nền kinh tế thị trường ở Việt Nam còn bị điều hành bởi hệ thống chính trị phi thị trường thì chế độ và đảng lãnh đạo chế độ đó không có tương lai. Còn nhà văn Võ Thị Hảo thì dự đoán như sau: trong tương lai gần, phe được cho là thân Trung Quốc vẫn thắng thế. Trong khoảng 5 năm tới, e rằng đa số người dân sẽ càng nghèo, thậm chí kiệt quệ vì thể chế này và ảnh hưởng của đại dịch viêm phổi Vũ Hán cùng thiên tai ập đến. Đây là thách thức cực lớn cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Tương lai xa mà tất cả đều có thể là sự bất công và yếu tố địa chính trị có thể góp phần tạo nên thời vận cho một nền dân chủ. Ông Mai Thanh Sơn thì phát biểu như sau: theo tôi, xét theo quy luật lịch sử, chế độ nào rồi cũng có hồi cáo chung để được thay thế bằng một chế độ khác ưu việt hơn, hợp lòng dân hơn. Vấn đề chỉ là khi nào và bằng cách nào mà thôi. Và tôi cũng chắc như một số dân Việt Nam khác đều mong muốn có một sự chuyển đổi trong hòa bình thông qua các cuộc đối thoại giữa những người anh em Việt với tinh thần thượng tôn quốc gia và dân tộc, thay vì chỉ dựa vào những người đồng chí có chung một ý thức hệ đã bị thế giới ruồng bỏ. Triển vọng thì nhiều vì hiện nay dân trí đã cao hơn so với 57 thập niên trước, nhưng thách thức cũng vô cùng lớn bởi tất cả các nhà cầm quyền, tức là cá nhân và tập thể, luôn có xu hướng bảo thủ. Việt Nam chắc chắn cũng sẽ không ngoại lệ, và các kinh nghiệm cũng cho thấy sự sinh thành nào cũng có đớn đau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Hai ngày 7 tháng 9 năm 2020 với bản tin Đại hội 13, Phúc không chịu về, Trọng muốn ngồi thêm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.